Nếu các bạn chưa biết thì đây là group Facebook và trang fanpage của mình. Hãy gia nhập Thợ Săn Run City quân Torico để cùng nhau giao lưu, trao đổi, cập nhật thông tin, tìm thêm chiến hữu cho mình, hóa thân thành một thợ săn, một nhà huấn luyện rồng tài ba các bạn nhé. Mang tinh thần ý chí kiên định và sự đẹp trai, xinh gái, phong cách thanh lịch thì các bạn hãy ủng hộ luôn cho kênh phụ quân Torico News và kênh TikTok của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là quân Torico đây. Rất vui khi là bạn trong series Run City và sẽ một ngày thật là tốt lành và tràn niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Thứ bảy máu chảy về tim, chủ nhật thần mật xung vầy. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với lại cuộc chạm trán trong Run Master mới, Arena Master Dash 1 các bạn ạ. Và trong ngày hôm qua thì chúng ta đã có một pha reset run, nhưng mình nói chung là không thể đánh ở trong những cái đợt đầu tiên được, cho nên bây giờ chúng ta mới đánh nha các bạn. Và hiện tại top của chúng ta cũng đang khá là xa các bạn ạ. Trời ơi, suýt nữa là chúng ta lên đến gọi là top 24.000 các bạn ạ. Chúng ta phải đi lên thôi. Trời ơi, không biết là chúng ta có bị dìm xuống đáy Run City nữa không. Nhưng không các bạn ạ, bởi vì trong Master này chúng ta đã có Plus God các bạn ạ. Rồi rồi, mày xong rồi. Trời ơi, nanh thần, nghênh chiến, quá tuyệt vời. Rồi chưa kể chúng ta còn có là anh chàng thủ lĩnh clan 6 nè. Đội trưởng, trời ơi, sao mà rank nào cũng có đội trưởng hết vậy. Ôi ôi, đội trưởng quá ghê gớm các bạn ạ. Không ngờ đội trưởng ta gặp nhiều như vậy luôn á. Rồi ok, với đội hình này thì chúng ta sẽ gọi là sẽ trả lại những ngày tháng mà đã chịu rất là nhiều tủi nhục các bạn ạ. Vô nào, với sự gọi là đi đầu của Plus God, anh ấy sẽ xử lý những gọi là bên kia thế nào đây. Wow, lượng máu của anh ấy đã lên đến là 313k, một lượng máu quá là to lớn đối với lại một chú rồng. Nói chung là đã vampire rồi mà còn cách 10 nữa. Quá ghê gớm, một cú đấm 112k các bạn, bên kia áp trả lại sức thương 1000 tấn nhưng chỉ được có 42k, anh ấy sắp phải ngậm ngùi cay đắng khi dựng lấy một cú đấm cực kỳ là đau đớn đến từ chú rồng nanh thần. Và bắt đầu thì bên kia, wow, cái gì vậy, what, cái gì vậy, what the hell, tại sao các bạn ạ? Không ngờ gọi là bên kia sử dụng một đòn giả đế X, gọi là X quyền các bạn. Và đánh, nói chung là đánh đâu có chết được mình đâu. Tự nhiên không kích hoạt luôn cả dấu ấn phượng hoàng của mình, là mình gọi là được một lần hồi sinh các bạn. Và lượng máu mình tăng lên, nhưng trên thực tế là mình chưa có chết các bạn. Trời ơi, không biết là bên kia dùng cái gọi là tà thuật gì mà ghê thiệt sự chứ. Làm mình tưởng là chúng ta đã chết rồi nên mất đi cái công hiệu của bơ phượng hoàng các bạn nha. Sao bơ phượng hoàng dạo này lỗi quá. Ngu dốt. Ok, chúng ta sử dụng đòn hấp huyết, nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc sau. Không đâu, 100k đã được lấy lại cho mình. Bên kia sử dụng bão tố lửa. Ô kìa, sao mặt đau quá nhỏ. Và chúng ta quyết định ta sẽ gọi là để nhường lại sân khấu cho thủ lĩnh clan 6. Tại sao giảm gọi là đả thương đại ca của ta. Đấy, và bên kia tiếp tục sử dụng bão lửa, nhưng sẽ không còn có cơ hội sử dụng bão lửa nữa, bởi vì đây lại là một đòn chí mạng đến từ skill Primal. Bên kia lại thêm một người đưa đầu vào lưới nữa các bạn ạ. Với skill gọi là đấu sĩ khôi tình thách đấu, chúng ta có thể là đập tan tảng đá của chú rồng bên kia. Oh, không ngờ chúng ta lại có một pha ảo ma Canada như vậy luôn đấy các bạn. Ảo thật đấy. Quá là ảo ma các bạn ạ. Tự nhiên không chưa chết mà khiến cho chúng ta mất luôn cái công hiệu của bơ phượng hoàng. Chơi chỉ chơi một mình đi. Yeah, boy. Đấy, đó là việc mà một đòn chí mạng chúng ta tung ra bởi skill hấp huyết. 213k máu khiến cho chú rồng bên kia không thể kịp nói lời nào. Và chúng ta tiếp tục với đòn bóng tối plus eclipse. Với sát thương đã ra hai nhánh thì một chú rồng bên kia đã phải ra đi, còn lại chú chó tội nghiệp vẫn chưa biết rằng nguy cơ sẽ đến với mình sau cú đấm này. Và chú chó cũng đã ra đi rồi các bạn ạ. Đấy là sự răn đe sức mạnh đến từ chú rồng nanh thần. Có vẻ như là một team nước ngoài các bạn ạ. Và hai chú rồng bên kia sao mà nhìn sợ kinh sợ quá vậy. Đều level 70 luôn, coi bơ gì. Bơ hồi sinh các bạn ạ. Các bạn nghĩ là trận đấu này chúng ta phải nhường bước phải không? Đúng rồi, nếu như gọi là chúng ta không nhầm thì bên kia là có gọi là vừa là hai chú rồng này nằm trong top đấy các bạn. Nói chung là kiểu như là có
hệ Legend đầu tiên này. Đấy, ghê lắm các bạn. Như là nằm trong top 6, top 7 gì đấy, trong gọi là top 10 Heroic mà còn level 70 nữa. Ai mà đánh giá lại phải không các bạn? Nhưng không, đó là nếu như mình xài đội hình bình thường. Còn giờ mình đang có Plus God, mình sẽ gọi là tranh đấu. Anh ơi, dừng lại đi anh ơi, đừng ảo tưởng sức mạnh anh ơi. Em rồi. Đã muộn rồi các bạn ạ, đã muộn rồi. Thì bút tháp lên, tan tan tan, tan 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 tan. Rồi xong tới câu chuyện rồi nha, kệ vô. Được, hào án. Với đòn đánh từ vị trí đầu tiên, chú rồng bên kia 387k. Ôi ôi, với một cái lượng sức mạnh như thế này, anh định làm gì chúng tôi? Chúng ta bút tháp lên chỉ có 361k, đòi không bút tháp mà ăn được. Trời ơi, có mà mơ các bạn. Với cú đấm Legend, chú rồng của chúng ta đã gây ra 121k. Bên kia bao nhiêu? 98k. Ôi ôi, may ra bên kia còn gây sát thương thấp các bạn. Chúng ta liền sử dụng hấp huyết, chúng ta sẽ len lỏi như một sức mạnh nào đó. Và chúng ta đã hấp huyết thành công. Bây giờ thì bên kia gọi là đánh chúng ta một đòn. Chúng ta lập tức thi triển gọi là sức mạnh, chúng ta sẽ né đòn các bạn. Đấy, ta sẽ né con. Hay lắm, phiêu bạc. Chúng ta sẽ sử dụng, đây mình sẽ sử dụng một đòn đến từ đội trưởng trước nha. Đội trưởng, anh hãy làm gì đó đi chứ. Kỷ nguyên thư. Kỷ nguyên thư được mở ra, chú rồng bên kia đã mất đi một lượng máu rất là nhiều. Nhưng đội trưởng cũng đã bị đánh rất là tấp nập vào. Chỉ còn lại miếng máu thôi sao. Đúng rồi, không. Chúng ta sẽ sử dụng phiêu bạc. Với cái đòn đánh này anh ta chết đi và sống lại các bạn ạ. Với sự sống lại này có tận là 73k máu. Nhưng phiêu bạc đã không còn gọi là giữ lại lượng máu cho mình. Anh ấy đành phải nhờ đến sức mạnh của Nanh Thần. Nanh Thần cảm thấy giờ hút 73k máu thì có hơi là ít. Nhưng không sao, anh ấy hút luôn các bạn ạ. Hút như là hút sinh tố vậy đó. Trời ơi, đấy, lượng máu chúng ta đã lên được. À, thì ra bên kia chọn cái chết. Thì ra mày chọn cái chết. Các bạn, để chú rồng này ở vị trí cuối cùng thì may ra còn làm gián đoạn được skill gọi là Plus Eclipse của mình. Chứ còn để chú rồng này ra thì sao? Thì thôi, say goodbye cho bạn ạ. Đấy, với sức mạnh bút tháp quá mạnh mẽ, 134k bên kia không biết nói gì hơn. Đành đưa ra chú rồng Diva này. Nhưng chúng ta không ngần ngại sử dụng ngay skill tuyệt kỹ của mình. Bút máu lên cho cả ba người và tiếp tục một đòn đánh 149k, gành 150k. Đây là sức mạnh gì vậy? Tiếp tục với một đòn hấp huyết, không câu nệ gì hết luôn. Trời ơi, 110k máu đã được hồi phục. Lượng máu đã đỡ được một tấn sát thương, bên kia vẫn đang còn miếng máu. Chúng ta không nghề ngà gì, vẫn tiếp tục đánh solo khô máu các bạn ạ. Phượng Hoàng đã tái sinh nhưng không thể tái sinh sau cái đòn đánh này được. Chúng ta vẫn còn Phượng Hoàng mà. Chúng ta cho bên kia biết thế nào là lễ hội các bạn ạ. Đấy, chỉ có mà đi rước đèn trung thu thôi. Chứ mà mình đã bước tháp lên rồi thì say oh no các bạn ạ. Và chúng ta lại tiếp tục giành chiến thắng. Nhưng mà đã bước tháp lên rồi, chúng ta phải tìm đối thủ mạnh mạnh các bạn. Đấy, không chết một ai các bạn. Và với sức mạnh này thì cái gì vậy? Bên kia màn hình trắng các bạn ạ. À, bạn này chúng ta gọi là sử dụng đội hình y chang mình luôn. Là chúng ta có Abo và Abyss đều level 70. Và chú rồng, nói chung là chú rồng Keeper thì level 55. Nhưng thôi, tạm tha thứ đi, gọi là có đội hình giống mình. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Ui xôi ôi, gãy nữa đi anh quân. Gãy nữa đi anh quân. Trời ơi. Cái gì đây, bơ hồi sinh luôn. Trời ơi. Các bạn nghĩ cái trận này chúng ta có ăn được không? Cái trận nãy là do bên kia chỉ có hai chú rồng Heroic, là ba chú rồng mình còn đánh được. Nhưng mà đây gọi là có chú rồng Kung Fu này, chỉ cần một cái đòn chí mạng các bạn, đưa tiễn chúng ta về với nơi chúng ta không muốn thuộc về đâu đó. Với là chú rồng Sinh Phu nữa. Sinh Phu cũng là một trong những chú rồng chúng ta sử dụng siêu đặc biệt rất là nhuần nhuyễn. Kể cả là Sinh Phu còn có gọi là bơ hồi sinh nữa các bạn. Các bạn nghĩ chúng ta có đánh lại không? Trong khi mà chúng ta gọi là phải đối đầu với Dungeon Lord nữa, bên kia ba người. Đấy, gặp nhau quá sớm các bạn ạ. Đấy, hẹn gặp khi khác nha. Còn gọi là tầm một thanh năng lượng thì mình sẽ đánh khô máu bên kia luôn. Ok, không sao, ta bút tháp rồi. Yo, trời ơi. Tuyệt quá, thế mới là hảo hán chứ. Sai lầm tuổi trẻ, anh Quân ơi. Anh Quân ơi, trời ơi, không sao đâu, các bạn đừng lo lắng. Trời ơi.
Mình cũng đang lo đây, các bạn không cần lo đâu, vậy mình lo rồi. Với một cú đấm chúng ta nhanh chóng lấy đi một lượng máu rất là đau đớn đến từ cho rồng bên kia, và có vẻ như bên kia cũng đang sử dụng lượng cú đấm của mình. Bên kia không sử dụng skill đặc biệt thì đó sẽ là cơ hội cho chúng ta. Bên kia có sử dụng skill đặc biệt không? Không, anh ấy sử dụng Magma Storm vì anh ấy nghĩ đấy là một cái đòn đánh cực mạnh của anh ấy rồi. Chúng ta có thể đánh bại anh ấy trong một đòn tiếp theo. Nhưng mình nghi ngờ rằng anh ấy sẽ hồi sinh và đánh chúng ta một đòn rất là đau đớn. Chúng ta đành phải sử dụng tiên hạ thủ vi cường. Cảm thấy là sử dụng đội trưởng ta sẽ có thể là có thể lấy đi lượng máu của anh ấy, và anh ấy phải hồi sinh các bạn. Hồi sinh xong không làm được gì nên sử dụng đòn bóng đêm chỉ để kéo dài thời gian thôi các bạn ạ. Với cái sự kéo dài thời gian này thì Blood God chúng ta còn một lượng để hồi skill của mình. Anh ấy sử dụng ngay cho mình một đòn ánh sáng và mong rằng chú đồng tiếp theo sẽ Dance and Lord các bạn ạ. Dance and Lord đã ra rồi. Wow. Đây sẽ là cơ hội dành cho chúng ta khi Dance and Lord chưa gì đã gọi là chui đầu vào lưới các bạn ạ. Chúng ta sử dụng ngay cho mình một đòn hấp huyết để mà cân bằng lại lượng máu của mình. Với đòn hấp huyết này chúng ta sẽ đưa tiễn anh ấy bằng một skill băng giá. Liệu có pha một cân ba giữa chú rồng gọi là kung fu không? Nếu như anh ấy cân ba chúng ta sẽ đeo huy chương cho anh ấy. Wow. Ok, và bây giờ chúng ta phải thực sự bình tĩnh nha các bạn. Thực sự là phải bình tĩnh. Chú rồng bên này chỉ cần kích hoạt nội tại một cái là chúng ta bay màu theo làn gió đấy các bạn ạ. Chúng ta sẽ sử dụng mồi nhữ. À, đội trưởng, mình nghĩ cái phát đầu tiên sẽ không kích hoạt nội tại đâu ha. Thường thường thì làm gì mà Kama chúng ta gọi là phải 3-4 phát, trung bình là phải phát thứ 3, phát thứ gọi là hên thì phát thứ 2 với các bạn. Đấy, ăn đòn chí mạng đi. Trời ơi, đừng có bực tuân hách lên nha. Trời ơi, chúng ta đã thuận lợi lấy đi được một cái đòn đánh ở lượng máu bên kia rồi. Khoan nha các bạn, cái này các bạn chúng ta gọi là đừng manh động nha. Các bạn biết sao không? Mình biết là các bạn muốn nói là anh ơi, sử dụng skill hấp huyết đi anh. Hấp huyết xong là bên kia không có gì để chối cãi luôn anh. Nhưng nếu lỡ mà skill của mình hấp huyết hụt các bạn, thế nào chúng ta cũng bay màu à. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng thủ lĩnh clan 6. Tại vì trước sau gì một đòn của mình cũng không có thể đánh bại được kia. Trừ khi mình xài, đây có cách. Trừ khi mình xài skill bóng tối acrylic thì một đòn đánh bại bên kia vẫn còn hồi sinh. Nhưng mà nếu như đòn này thành bại các bạn, đòn này nếu như chúng ta thất bại đi thì bên kia đánh mình vẫn còn máu. Tại vì mình sẽ hồi sinh cho mình mà. Một nước đi khôn ngoan. Nào, sai lầm tuổi trẻ có xuất hiện không? Vô đi, trời ơi, đừng kích hoạt nội tại nha. Vậy thông minh lắm. Chú rồng bên kia đã gọi là rơi vào thế bí. Giờ mà còn lại 72 mà gọi là kích hoạt nội tại liên tục thì thôi, gọi là chúng ta đã chịu thua nha các bạn. Vô, trời ơi, kích hoạt nội tại đi. Trời ơi các bạn, chúng ta lo xa rồi. Trời ơi, chú rồng kia ba phát không kích hoạt nội tại. Chỉ trong vòng một gọi là nốt nhạc, chú rồng kia đã phải bay màu. Và sự công lao lớn nhất dành cho cái đội hình gì đây. Trời ơi, công lao lớn nhất dành cho đội trưởng. Các bạn nhìn vào và ta nói ngán từng cổ luôn các bạn nha. Đội hình gì mà gọi là 70 mà còn thêm bơn nè. Sao không phải bơ hồi sinh. Ôi ôi, giờ gọi là nếu muốn là nghênh chiến bên kia chỉ còn cách là gắn bơ hồi sinh cho thủ lĩnh Galan 6 y, gắn bơ hồi sinh cho rồng bóng đêm y. Trời ơi các bạn. Bơ hồi sinh đại hạ giá hay gì. Ok, và nếu như mình xem thử nha bạn, xem thử bơ hồi sinh của mình gọi là còn bao nhiêu nha. Còn 4 bơ thôi, trời ơi. Anh có nhiều game mà anh mua đi. Trời ơi, mình đang để dành game các bạn ơi. Nam. Ok, và có vẻ như là trong trận đấu khó khăn này chúng ta phải đối đầu với chú rồng hai view điều cộng với đó là hai corrupted child. Và đặc biệt cái đòn đánh của hai corrupted child rất là mạnh mẽ các bạn. Nếu như anh ấy sử dụng skill hấp huyết thì không có gì phải bàn nữa rồi. Có gì đâu mà bạn. Trời ơi, nhưng chúng ta sẽ sử dụng ngay phiêu bạc cho mình các bạn ạ. Và phiêu bạc mình sẽ gắn bơ hồi sinh nha. Tại vì sau này phiêu bạc chúng ta lên 5 sao chúng ta còn gắn bơ hồi sinh mà. Đây là chú rồng, sẽ là chú rồng 5 sao đầu tiên của mình. Hợp lý không các bạn? Hợp lý thì mình gắn trước đi. Món quà, tại vì các bạn chúng ta sẽ như thế này nè các bạn. Các bạn gọi là bình thường á, đáng lẽ là mình sẽ gọi là đợi anh chàng này lên gọi là level 70 năm sau thì mới gắn bơ hồi sinh nha. Nhưng các bạn đừng quên, chú rồng phiêu bạc này là chú rồng gì? Thời gian, đấy. Là anh ấy trong tương lai, anh ấy đã gọi là sử dụng năng lực du hành thời gian của mình, quay về quá khứ để mà gọi là cái thời điểm mà anh ấy gọi là có bơ, để anh ấy trao bơ cho chú rồng trong quá khứ. Cho nên việc mà chúng ta lắp bơ cho anh chàng này hoàn toàn logic các bạn. Cực kỳ logic đúng không? Kỳ thuyết phục.
Ok, mình sẽ cho anh chàng này gọi là bơ phượng hoàng vào cho nó cháy. Ok nha các bạn. Rồi. Và đây là không phải là mình nói chung là nghi thức hay là gì đâu. Tại vì sau này cũng sẽ có nghi thức, nói chung là nó thôi. Nhưng mà đây là anh ấy đang du hành quá khứ để trở về cái thời điểm này, để mà mang sức mạnh bơ đến cho chú rồng phiêu bạc. Chúng ta gắn vào cho anh ấy, cũng là tương lai anh ấy cũng có thôi các bạn. Anh ấy là thời gian mà. Yo, trời ơi. Với sự gọi là có thêm bơ hồi sinh của anh chàng phiêu bạc, anh ấy trời khô máu các bạn ạ. Khô máu đi, trời ơi, anh làm gì vậy? Trời ơi, khô máu luôn. Khô máu đi, trời ơi, liên tục là những đòn khô máu đến từ chú rồng phiêu bạc. Anh ấy không có một cái điều gì cần phải gọi là lo lắng. Nhưng mà đáng ra phải để cho nanh thần chúng ta gọi là làm gì đó trước chứ. Anh sung quá rồi đó. Kế hoạch đã bị đảo lộn. Chúng ta sử dụng nanh thần, sử dụng skill bằng giá. Và bây giờ sẽ là thời điểm chúng ta sử dụng Plus Eclipse. Ở khoan, máu bên kia còn nhiều. Plus Eclipse được tung ra nhưng không thể chấm dứt được chú rồng bên kia, khiến cho chúng ta bị đảo lộn kế hoạch một lần nữa. Ôi trời ơi. Tuy nhiên với sự tỉnh táo đến từ vị trí thủ lĩnh clan 6, anh ấy sử dụng Manga Storm và một lần nữa khiến cho lượng máu bên kia xoay vào trong hố đèn. Cái gì đây? Asphyxia các bạn ạ, bắt lấy tự do đã cho anh ấy thêm một đòn đánh. Anh ấy tự do, anh ấy đánh hai lần vào thủ lĩnh clan 6. Thủ lĩnh clan 6 đau đớn nhưng anh ấy không làm gì được. Mình rất buồn khi mà phải thông báo rằng chú dòng bên kia đã rơi vào dòng xoáy rồi các bạn ạ. Với skill gọi là của chúng ta hay là chúng ta đỡ thêm một đòn nữa nha. Đòn này là đòn đánh 200k máu mà. Ta gọi là chấp bên kia đánh thêm một phát nữa các bạn ạ. Rồi, nói chung là để cho anh chàng bên kia gọi là có thêm một đòn đánh nữa. Với đòn đánh gọi là star của mình, anh ấy cố gắng câu kéo nhưng câu kéo được không đây, vì đây là thợ săn. Vui các bạn, 251k luôn. Wow, quá ghê gớm các bạn nha. Quá ghê gớm. Với gọi là sự quá ghê gớm đến từ chú rồng nanh thần, anh ấy đã không còn gì trở ngại nữa rồi. Anh ấy búp skill lên, máu được hồi lên và gây ra một lượng đam 136k lên chú rồng bên kia. Chú rồng bên kia vẫn đánh trong tuyệt vọng, anh ấy không sử dụng skill trao của mình 75 sao mà thắng được chúng ta, trong khi chúng ta nãy giờ chưa sử dụng đến là bơ phượng hoàng trừ cái pha đầu tiên là hơi gian nha. Và chúng ta tiếp tục một đòn đánh đấy các bạn. Với sức mạnh nói chung là đến từ thời gian, nhiều khi là rồng thời gian ta không cần phải gắn bơ vô luôn. Rồng thời gian ơi, chả lại bơ cho tương lai được không? Trời ơi, cái gì mượn rồi mà gọi là lấy rồi gắn vô rồi không trả được các bạn. Cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Ôi ôi ôi. Anh Quân là hơi vội vàng trong pha này rồi, còn trận cuối cùng nha. Nãy giờ các bạn tưởng là mình gọi là gặp những trận khó là mình gọi là bỏ hết rồi chứ. Trời ơi, đối thủ ta vẫn còn non các bạn ạ. À. Tìm một đối thủ khó thôi. Trời ơi, đây thì cũng được nhưng mà cũng không ăn được mình các bạn. Tại vì mình khắc chế bên kia mà. Giờ mà đánh là ỷ lớn hiếp yếu các bạn. Rồi, ta sẽ gọi là cho thêm một lần skip nữa nha, mất một game của mình. Đây rồi, ít ra đội hình phải như vậy các bạn. Nhưng mà không có bơ luôn. À, thôi kệ, ta gọi là lấy lại một game cho mình. Trả một game lại cho tôi. Trời ơi, ok nha. Bây giờ chúng ta sẽ gọi là vào cái nghênh chiến đội hình này. Vậy thì mình sẽ... Quá. Bên kia có chú rồng ăn gian kìa. Chú rồng Hexer Vampire kìa. Để đánh, đang đánh, đánh không đánh mà làm mất bơ của mình các bạn. Thiệt sự luôn á. Buồn, không biết nói gì luôn á. Bên kia gọi là có hệ gió đầu tiên á. Nếu mình sử dụng phiêu bạc thì thế nào phiêu bạc cũng sẽ trở thành lang thang rồi các bạn. Ồ, không được rồi. Rồi, ok, sử dụng rồng mùa thu là hợp lý các bạn ạ. Với đòn đánh đầu tiên hơi thở băng giá đại băng diệt thuật đến từ rồng mùa thu, bên kia đáp trả lại chúng ta bằng một đòn 120k. Nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng nanh thần với một đòn cấu rỉ đầu tiên gọi là skill băng giá. Chúng ta lấy đi một lượng máu rất là nhiều, bên kia phun lại gọi là sát thương. Nhưng chúng ta là hấp huyết trở lại. Đó là ban đầu chúng ta nên để cho nanh thần ra sử dụng combo này các bạn. Máu chúng ta đã được đầy lại. Bên kia sử dụng một đòn Ephesia thánh kiếm đến từ Kitsune nhưng chỉ gây được 120k thôi sao. Anh làm tôi hơi thất vọng đó nho. Và nanh thần quyết định sử dụng lại cho mình là một đòn đánh mà kêu đồng đội ra. À thôi, đồng đội ra là bị kia chém bổ đầu lắm các bạn ạ. Chúng ta sử dụng ngay cho mình một cú đấm xoáy, xoáy vào trong tận óc của chú rồng kia. Chú rồng kia cố gắng bào chữa sát thương lên còn 166. Các bạn nghĩ rằng mình sẽ gọi là sử dụng cú đấm và kết thúc bên kia phải không? Không các bạn, chú rồng này ăn gian vẫn còn ở đây nè. Chúng ta gọi là đấm chú rồng này một phát các bạn, thì bên kia hẳn thể nào cũng sẽ chơi skill bóng tối. Mà nhiều khi đánh một cá chết không hồi sinh luôn các bạn ạ. Nhưng
chấp luôn các bạn. Chúng ta còn giữ cho mình là con bài thủ lĩnh Clan 6 ở đây, mình không sợ luôn, mình sẽ cho các bạn xem cái viễn cảnh mà nó sẽ xảy ra như thế nào nha. Đây, cú đấm lên gành, nào An Giang hãy ra đây. Trời ơi, cô nàng An Giang bắt đầu sử dụng skill An Giang của mình. Đây nè, đây, hết rồi xin luôn nè. Ấy 230, đấy, trời ơi, đấy các bạn thấy chưa. Mình biết ngay mà. Cô nàng này á, mà đam mà gọi là không chết được mình á, thì làm mình vào hiệu ứng giả chết là xong, là mất cái bơ hồi sinh của mình. Còn nếu mà đam chết mình luôn á, thì còn thảm hơn nữa, không còn hồi sinh nữa luôn các bạn. Trời ơi, được rồi. Này, chơi An Giang nè, chơi An Giang nè, đấy. Mình đã thủ sẵn anh chàng này là chỉ để cho cô nàng này một bài học các bạn nha. Ok, lần sau các bạn, nói chung là chúng ta có những gọi là anh chàng này, chúng ta có bơ hồi sinh và đặc biệt là chủ lực bên mình, các bạn hãy đề phòng nha. Trời ơi, rồi ok. Nói chung thì con nàng ấy chơi vậy được, mình cũng chơi vậy được thôi. Chúng ta gọi là lúc anh gọi là đánh là người ta không hồi sinh được thì anh không nói gì. Người ta đánh anh xong anh kêu chơi An Giang. Trời ơi. Ok, nói chung nó vui thôi mà. Và có lẽ video chúng ta đến đây hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Và đừng quên đeo huy chương cho Plus God nha các bạn. Đeo huy chương. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.